Em ngày mới Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay mình và mọi người sẽ tiếp tục phần 41 bộ truyện tranh cường giả xuất thân từ bệnh viện tâm thần phần 41. Nhìn thân ảnh lang không mà đứng trước cửa lớn Lâm phủ, Lâm lão thái gia lập tức nhận ra người kia chính là lão quỷ Chu Huyền của Chu gia. Có tin đồn tên kia từ nhiều năm trước đã sớm đột phá lên cảnh giới võ vương. Dù cho ông và Yến Khâu có liều mạng liên thủ cũng không phải đối thủ. Chu Huyền âm hiểm đề nghị Yến Khâu bắt lấy Lâm Phàm tên cháu trai ngu ngốc của Lâm gia, lão ta có thể nể tình mà tha cho cái mạng nhỏ của hắn và cháu gái. Yến Khâu phẫn nộ quát lớn, "Chu Huyền ngươi dám động đến cháu gái của ta. Yến Khâu ta chết cũng sẽ liều mạng với ngươi đến cùng." Chu Huyền ngạo nghễ cười lên một tràng dài, "Với cảnh giới võ Vương như lão ta còn sợ một con chó giữ nhà của Lâm gia chỉ có cảnh giới võ tông trung kỳ sao? Còn không biết chữ chết viết thế nào? Nếu như Yến Khâu ngươi đã không chịu bắt tên cháu trai ngu ngốc của Lâm gia đổi lấy mạng cháu gái ngươi. Vậy thì hãy xem cháu gái của ngươi chết trước mắt ngươi đi." Lâm lão thái gia gầm lên phẫn nộ, Chu Huyền lão quỷ dừng tay. "Sao vậy?" Lâm Nghị Lẽ nào ngươi sẽ dùng cháu trai ngu si của mình chủ động đến đổi mạng cho cháu gái của kẻ hầu trong nhà sao? Lâm lão thái gia thầm nghĩ, Chu Đồng chết trong Lâm gia, Chu Huyền đến đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù không đem Phàm Nhi thay cho Lăng Nhi, e rằng Chu Huyền cũng sẽ huyết tẩy toàn bộ Lâm gia. Nhìn tính mạng của Yến Lăng Nhi chỉ mảnh treo chuông, Lâm lão thái gia đang định cắn răng làm theo yêu cầu của Chu Huyền. Chợt, Lâm Phàm bước ra ngơ ngác hỏi mọi người đang cãi nhau sao? Người phía dưới chính là cháu trai phế vật ngu si của Lâm gia đúng không? Nhìn cũng khá ngốc nghếch đấy, lâm phàm đang ngơ ngác nhìn xung quanh chờ giật mình thốt lên gà mái gà trống lúc này thật thảm thú năng mất hết cố gắng vùng vẫy thoát ra trong vô vọng nghe tên gọi đáng ghét hắn đưa mắt nhìn xuống lại phát hiện ra một thân ảnh vô cùng quen thuộc nhân loại ác độc gặp nhau dưới cái tình huống mất mặt này quả thật gà mái chẳng hề mong muốn tí tẹo nào không ta không phải là gà mái không biết ngươi đang nói cái gì hết thấy lâm phàm lì lợm liên tục gọi tên gà mái tư thần hoàng lần đầu tiên có cảm giác lập tức chết nhanh cho xong đã nói là không phải rồi nhân loại đáng ghét không có cảm giác danh giới chịu đựng a nội tâm tư thần hoàng lúc này đang gào thét đúng là sỉ nhục đời người bổn ta thú biến thành bộ dạng giống cái của loài người lại bị tên nhân loại ác độc này nhìn thấy đúng là chẳng còn xíu mặt mũi nào của gà gà trông cố gắng tự thao túng tâm lý của bản thân ta không phải gà mái ta không phải ta chỉ là một người không có năng lực chu huyền cất tiếng trêu đùa cháu trai phế vật của lâm gia nhìn phản ứng này của ngươi hình như là rất thích tiểu nha đầu này đúng không nếu như vậy cho dù để ngươi lấy bản thân ra đổi nha đầu này ngươi cũng chịu cũng dám đúng không chu huyền không nghĩ tới lâm gia tiểu tử vậy mà lại đồng ý tên nhãi con này gan lớn đến vậy sao nhìn lâm phàm chạy qua chu huyền mắt lóe lên sát khí chủ động lao tới tìm chết quả nhiên là một tên ngốc nhìn tiểu thiếu gia chẳng tiếc mạng hinh ngang bước đến chỗ chu huyền yến khâu nhịn không được mà mắt nhòe lệ yến gia ta có tài đức gì lại đáng để ngài đối xử tốt với lăng nhi như vậy có được chủ tử như vậy yến khâu ta sống không ủng kiếp này yến khâu vội lao đến cản lâm phàm lại hắn quyết không để tiểu thiếu gia nhà họ lâm vì lăng nhi mà phải hy sinh tính mạng bản thân lâm lão thái gia cũng âm thầm truyền âm giọng vang lên bên tai lâm phàm công lực và kim cương bất hoàn thể mà cháu giả ngốc học được những năm nay có lẽ đối phó được mấy tên võ giả võ tông cảnh nhưng chu huyền lão quỷ thực lực đã đạt đến võ vương cảnh rồi nếu cháu còn lại gần hắn ta một bước nói không chừng sẽ thịt nát xương tan linh hồn phá diệt cháu trai hãy suy nghĩ cho kỹ lâm phàm ngơ ngác nhìn hai lão già trước mắt nãy giờ hắn hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói cái gì nữa ta không sao lâm phàm nói xong lách mình bước qua yến khâu khiếp sợ kêu lên tiểu thiếu gia ông ta muốn ngăn lại nhưng mà không kịp lâm lão thái gia run rẩy đứng chôn chân tại chỗ cháu trai của ta anh dũng không sợ hãi trước cái chết không hổ danh là hậu nhân của lâm gia ta trước cửa lâm phủ lại có một nhóm người võ trang đầy đủ tìm đến lâm lão thái gia mặt lộ ra nét vui mừng hiếm thấy người của võ minh đã đến rồi phương minh chủ cũng là võ vương cảnh có lẽ nguy hiểm lần này của lâm gia đã được giải a à. ba người vừa xuất hiện khí thế không kém chu huyền là bao Người dẫn đầu chính là Phương Chính Thiên Minh chủ Võ Minh. Bên cạnh ông ta là khách khanh của Võ Minh phá giới đại sư, người mặc trang phục đạo bào tên gọi Thanh Vân đạo trưởng đại đệ tử nội môn của trường Thanh Tông. Yến Khâu sắc mặt thoáng chút tươi tỉnh thầm nghĩ, tốt quá rồi, ba vị kia đều xuất hiện tại đây. Ba vị võ vương cảnh trung kỳ, lão thái gia nếu có được sự giúp đỡ của bọn họ, đủ để đối phó được với Chu Huyền võ vương cảnh đỉnh phong rồi. Lâm Nghị sốt sáng lên tiếng, đa tạ Phương Minh chủ đã dẫn người đến chủ trì công đạo cho Lâm gia ta. Phương Chính Thiên đạo mạo đáp, Lâm lão không cần phải khách khí hôm nay phương mỗ đến đây chính là muốn chủ trì công đạo lâm nghị nghe vậy thuật lại việc chu đồng cùng với liễu trường phong và những người khác đến lâm ra cướp đoạt bảo vật vì vậy mà mất mạng chuyện này lão hủ đều đã đã nói xác và đầu cũng đã giao lại cho võ minh xử trí phương chính thiên thở ra một hơi cắt ngang lời lâm nghị công đạo không phải là chủ trì như vậy lâm lão thái gia lâm gia của ngươi quả thật đã giết đại tiểu thư chu đồng của chu gia có đúng không thái độ của phương chính thiên khiến lâm nghị sắc mặt khẽ biến phương chính thiên lúc này lạnh nhạt lên tiếng nếu như đã giết cháu gái của người ta Chu lão tiền bối lần này phải đến đây báo thù cũng là hợp lý có đúng không? Lâm Nghị cố gắng giải thích, hôm qua đám người kia cùng hung cực sát, nếu như không phải cháu trai ta có chút công lực, toàn gia Lâm gia ta đã bị diệt. Phương Chính Thiên cười nhạt, nhưng mà trên dưới Lâm gia, ngoại trừ mấy con chó gác cổng và hạ nhân gia, không phải đều đang sống nhân sao? Lâm gia các ngươi cũng không tổn thất gì sao? Lâm Nghị giọng trầm xuống chất vấn, trước khi đám người kia xông vào đại sảnh, đã giết chết người hầu của Lâm gia. Những người đó đều là người hầu trung thành của Lâm gia ta, đều là mạng người phương minh chủ sao có thể nói ra những lời vô tình như vậy được không phải chỉ là vài cái mạng của mấy tên tạp nham thôi sao cũng đáng để lâm lão thái ra nhiều lời vì mấy kẻ này ư nhưng lâm gia lại giết cháu gái thiên tài võ tông cảnh sơ kỳ của chu lão tiền bối cái này có xem thế nào cũng phải xem là lâm gia làm quá đáng rồi đúng không phương chính thiên vậy mà cả vú lấp miệng em đem tất cả sai lầm đổ lên đầu lâm gia lâm nghị cố nín nhịn phương minh chủ sao có thể phân xử như vậy được phương chính thiên lúc này chính thức trở mặt điềm nhiên phán quyết một là đem mạng của lâm phàm ra đền cho chu gia đương nhiên một người là không đủ dù sao chu gia cũng là chết đi một thiên tài cháu trai của lâm gia ngươi chỉ là một tên ngu si đần độn còn phải thêm một mạng hành của lâm gia ngươi cháu gái nhỏ của yến khâu bị chu lão tiền bối bắt đến cũng là nhân tuyển khá thích hợp rồi Hay là đem không gian pháp quyền của lâm gia giao ra đây để đền cho chu lão tiền bối đương nhiên không pháp quyền phải do võ minh ta phân biệt thật giả trước mới được lâm nghị lửa giận ngập trời cuối cùng phương chính thiên cũng lộ rõ bản mặt thật võ minh vậy mà cấu kết cùng chu gia nhăm nhe cướp đoạt không gian pháp quyền của lâm gia thì ra các ngươi cũng là một đám bại hoại vô liêm sỉ muốn dòng ngó đến trí bảo của lâm gia ta lâm lão thái gia đừng có cố chấp nữa phương minh chủ nói không phải là không có lý ami phò phò thì chó phải kèm lá mơ làm thêm một lít xỉn phê càng cố chấp chỉ là nghiệp chướng buông xuống sẽ tự tại thanh văn đạo trưởng cùng phá giới đạo sư đồng thời lên tiếng khuyên nhủ lâm lão thái gia lâm nghị lúc này nhịn hết nổi chỉ thẳng mặt mắng ta khinh các ngươi mà cũng xứng là người trong phật môn đạo môn được sao tham lam không gian pháp quyền của lâm gia ta từ đó không tiếc mà đổi trắng thay đen tàn sát bừa bãi đúng là nỗi ô nhục của phật môn và đạo môn phương chính thiên lạnh giọng lâm lão thái ra mặt sát huynh đệ bọn ta như vậy xem ra là không muốn giao ra không gian pháp quyền rồi cũng không trách được dù sao cũng là võ đạo thánh điển trí bảo trong thiên hạ phương chính thiên mắt hiện lên vẻ âm độc hắn ta ra tay muốn diệt sát lâm phàm cùng yến lăng vũ khí của phương chính thiên thẳng hướng gà trống bắn tới ngay lúc nó gần sát trước mắt của gà trống lâm phàm nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy các người đừng có mà ném đồ lung tung sẽ làm gà mái của ta bị thương đấy Phá giới đại sư mặt nhăn lại lộ vẻ khó tin tên tiểu tử lâm ra vậy mà đỡ được hỗn nguyên trì của phương minh chủ tốc độ của lâm phàm vừa nãy cũng chỉ có mỗi chu huyền thực lực võ vương đỉnh phong là lờ mờ nhìn ra tiểu tử lâm ra ra tay chớp nhoáng khiến ngay cả lão ta cũng không kịp thấy được rõ ràng đám người võ minh cùng chu huyền đều có chung một suy nghĩ tiểu tử lâm ra này có điều quái lạ tuyệt đối không thể xem thường chu huyền bất ngờ hạ giọng làm người phải giữ lại một chút ta cũng không phải là người không giảng đạo lý hôm nay lâm gia chỉ cần đền mạng cho cháu gái ta những cái khác lão phu sẽ không nhắc đến nữa phương chính thiên thầm nghĩ đến ngay cả chu huyền cũng lùi bước xem ra lâm gia tiểu tử quả thật có gì đó sai sai không nên làm bừa hắn ta lúc này cũng hùa theo nếu như chu lão tiền bối đã bằng lòng dơ cao đánh khẽ lâm lão thái ra không ngại thì nên thuận theo giết đại một tiểu bối để đền bù cho chu lão tiền bối là được rồi yến gia vẫn luôn trung thành với lâm gia giết cháu gái nhỏ của yến gia đền mạng cho đại tiểu thư chu gia chuyện này xem như bỏ qua Yến Khâu quả thật không đành lòng nhìn cháu gái duy nhất của mình bồi mạng cho Chu gia đại tiểu thư. Sao thế? Đừng nói Lâm gia đến ngay cả một tiểu bối cũng không muốn giết, không chịu bồi mạng sao? Nếu là như vậy, Chu lão tiền bối sẽ truy xét đến cùng với Lâm gia các người, võ minh ta cũng sẽ không quản đâu đấy. Gà trống quả thực tức muốn điên, đám người này nãy giờ lại nhảy tới lui cuối cùng cũng là muốn giết nó. Loài người chết tiệt. Ngay lúc Lâm lão thái gia cùng Yến Khâu chỉ biết nhịn nhục chấp nhận số phận của Yến Lang. Lâm Phàm bất ngờ vươn tay túm lấy cái vòng đang siết chặt trên cổ gà trống, một phát bóp nát vụn đám người chu huyền cầm há muốn sát đất vì khiếp đảm tên tiểu tử này không lẽ có được thiên sinh thần lực dễ dàng đỡ lấy gà mái lâm phàm kinh ngạc kêu lên gà mái đã biến nhỏ đi rất nhiều rồi gà mái về nhà thôi ăn no rồi cùng ta đi tìm lão trương ốm rồi sẽ không đẻ trứng được nữa đâu phía sau lâm phàm vang lên tiếng gầm giận dữ thằng nhãi danh của lâm ra mạng của một đứa cháu gái người hầu ngươi không chịu đền cho chu ra ta sao thật sự xem chu huyền ta là dễ chọc đến lắm hay sao nhìn lão già chu ra hung thần ác sát vung trưởng đánh tới gà chống sợ đến mất mật cho là phen này sắp chết đến nơi rồi bây giờ nó chỉ là một con người bình thường gà chống vậy mà thật sự sợ chết miệng hét toáng lên lâm phàm cứu tôi với lâm phàm hời hợt vung tay tóm lấy công kích đánh tới của chu huyền giọng ngây ngốc vang lên không được đánh gà mái của ta toàn bộ người có mặt tại đương trường không dám tin vào mắt mình lâm ra tiểu tử vậy mà tùy tiện đỡ lấy một kích toàn lực của võ vương đỉnh phong chu huyền thạnh quá hóa giận răng nghiến chặt xít lên thằng nhãi danh lâm ra chu huyền ta sẽ đánh với ngươi một trận nhìn chu huyền cả người bạo nộ ngưng tụ lực lượng uy áp tỏa ra khiến người bên dưới hít thở khó thông lâm nghị sắc mặt trắng bệt nhận ra đây chính là sát chiêu thành danh của chu huyền lão quỷ có tên kim ô quỷ sát lôi chiêu này nghe nói một khi dùng cho đến bây giờ vẫn không ai có thể sống sót cho đến bây giờ vẫn không ai có thể sống sót dưới kim ô thằng nhãi danh của lâm gia chỉ trách là ngươi quá ngông cuồng có thể chết dưới một chiêu này của ta cũng là vinh hạnh của ngươi Gà chống hiện giờ chỉ là thường nhân nào có thể chống cự được uy áp của võ vương cảnh toàn lực tung ra sát chiêu, cả người mất thăng bằng từ trên vai lâm phàm văng ra phía sau. Ngay lúc lâm phàm hoảng hốt quay lại xem tình hình của gà mái, đòn sát chiêu của chu huyền đánh mạnh vào lưng hắn. Chu huyền hà hê lên tiếng, ép lão phu phải dùng đến tuyệt kỹ thành danh. Thằng nhãi danh lâm ra, ngươi chết cũng không xem là oan uổng. Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, một chiêu của chu huyền vậy mà chẳng làm dụng một cọng lông chân của lâm phàm. Lão ta mém xíu thì tức mà chết thằng nhãi lâm ra vậy mà hồn nhiên nói cơ thể cảm thấy có chút thoải mái cảm giác tê tê thế này trước kia cũng từng được thử qua chu huyền khiếp sợ khi thấy lâm phàm vậy mà chẳng hề hấn gì càng quỷ dị hơn là thằng nhãi kia vậy mà hấp thu được kim ô quỷ sát lôi của hắn ta nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của gà mái phía sau lâm phàm hoảng hốt vội chạy tới gà mái ngươi không sao chứ lâm phàm giọng lo lắng vang lên gà chống nội tâm lúc này thầm mắng cơ thể của loài người thực sự quá yếu thương thế trên người nó quả thật rất nghiêm trọng không được rồi nó phải ngất đi một chút lâm phàm suy nghĩ trống rỗng trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ gà mái chết rồi ư ừ. chu huyền lúc này mắt chăm chăm nhìn lâm phàm như nhìn quái vật thằng nhãi con này lại có thể hấp thu được kim ô quỷ sát lôi của ta không thể nào sư phụ đã từng nói trừ phi là trí chân lôi thể trong truyền thuyết lâm phàm thân ảnh như thiểm điện lóe lên xuất hiện trước mặt chu huyền sắc khí lẫm thiên tỏa ra là ngươi đã giết chết gà mãi của ta chu huyền chưa kịp làm ra hành động gì lâm phàm đã chớp nhoáng tung ra một đấm móc cạnh hàm đường đường là võ vương đỉnh phong cao thủ cứ vậy bị một quyền của lâm phàm đập cho cắm đầu xuống mái nhà ba người phương chính thiên nhìn chu huyền thảm bại mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra mặt cắt không còn miếng máu chu huyền võ vương cảnh đỉnh phong cứ vậy bị một quyền đấm văng sinh tử chưa rõ bất chợt giọng lâm phàm chẳng mấy thân thiện vang lên bên tai ba người phương chính thiên các ngươi mới nãy cũng nói là muốn giết gà mái của ta phương chính thiên còn chưa kịp mở miệng đã thấy thân ảnh lâm phàm lóe lên trước mặt pha giới đại sư chỉ thấy thân ảnh minh chủ võ minh đập mạnh vào bức tường đá phía sau nhìn lâm phàm hung ác đánh tới pha giới đại sư muốn liều mạng dùng phật thủ ngăn cản thanh vân đạo trưởng lông tóc dựng ngược khi thấy lâm gia tiểu tử lạnh lùng nhìn mình hắn ta khiếp sợ hô lớn ngươi không thể giết ta được sư phụ của ta là lão thanh vân còn chưa dứt câu lâm phàm đã vung quyền nhằm thẳng đan điền của gã ta mà đấm cả ba tên võ vương cảnh sơ kỳ cứ vậy bị lâm phàm nện cho sống chết chưa biết sinh tử chưa rõ nằm xếp lớp cạnh nhau sao có thể chứ bọn họ đều là võ vương cảnh đấy đám người võ minh đi theo chẳng dám tin đây là sự thật người nạo hại chết gà mái của ta mỗi người một quyền. Thanh Vân đạo trưởng chết rồi, Phương Minh chủ cũng chết rồi, phá giới đại sư cũng đi bán muối rồi. Võ Minh đệ tử cơ hồ là cùng lúc sợ hãi hét lên. Võ Minh đệ tử ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Phàm, một quyền miễu sát võ vương cảnh, Lâm gia tiểu tử là cái dạng gì quái vật a. À? Lâm lão thái gia cùng Yên Khâu lúc này đã chết lặng, có đánh chết hai người cũng không bao giờ ngờ đến mọi việc lại diễn ra thế này. Lâm Phàm bỏ mặc mọi thứ xung quanh, tiến đến ôm lấy cơ thể của gà mái. Nhìn nước mắt của Lâm Phàm chảy xuống ướt cả mặt mình, gà trống thật không nghĩ nhân loại ác độc lại quan tâm đến nó như vậy lâm phàm nước bọt chảy xuống ướt mặt gà mái bi thương kêu lên trứng ăn rất ngon gà mái đừng chết mà gà trống lúc này quá thương tâm hóa ra nó đã lầm nó vẫn nên chết đi thì hơn chẳng thể nào tin được tấm lòng của nhân loại ác độc mà chẳng mấy chốc giang hồ dậy sóng với một tin tức chấn động đứa cháu trai ngu ngốc của lâm ra làm bất ngờ tiểu tử lâm ra e rằng là cao thủ thực lực còn trên cả võ vương cảnh lão quỷ chu huyền thực lực võ vương cảnh đỉnh phong tìm đến lâm ra báo thù lại bị lâm phàm nổi danh ngu ngốc một quyền miểu sát tại đương trường e rằng tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ hắn mới là đệ nhất cao thủ tại mộng thành tin tức thứ hai cũng được lan truyền khiến toàn bộ võ minh mộng thành chấn động phương chính thiên phá giới đại sư cùng thanh vân đạo trưởng đã toang mạng minh chủ phương chính thiên của võ minh nghe tin chu huyền tìm đến lâm gia báo thủ, liền dẫn người đến ý đồ ngấp nghé không gian pháp quyền bảo vật của lâm gia kết quả ba người bị lâm gia tiểu tử tên gọi lâm phàm diệt sát ngay tại chỗ một tin tức chấn động khác nhanh chóng lan truyền lâm phàm của lâm gia e rằng suốt bao nhiêu năm qua đều chỉ đang giả vờ ngu ngốc thực lực e rằng là đệ nhất cao thủ tại mộng thành những kẻ mưu đồ đến lâm gia cướp đoạt bảo vật đều bị hắn một quyền miểu sát tại chỗ ngày hôm qua đại tiểu thư chu đồng của chu gia dẫn theo võ lâm cao thủ cừu nhất kiếm liễu trường phong của liễu gia đem theo người đến lâm gia của mộng thành muốn cướp không gian pháp quyền kết quả toàn quân bị lâm phàm giết chết lâm phàm mới 19 tuổi hắn mới là thiên tài võ đạo thật sự lúc này tại trường thanh tông đám đồng môn nghe tin thanh vân bị người sát hại liền khóc lóc tìm đến trưởng môn báo tin đại sư huynh đã bị một tên ngốc của lâm gia ở mộng thành đánh chết rồi sư phụ ngài phải báo thù cho đại sư huynh đừng khóc nữa một giọng nói chậm rãi vang lên ha ha khúc này mình cũng không biết phải tả sao luôn á lão trương trong ngoại hình của trang thật là sói con mẹ nó luôn có chị em nào dụng tương chưa đừng khóc đừng khóc ta đồng ý với các ngươi là được chứ gì ta nhất định sẽ giúp các ngươi nhìn mấy tên đệ tử khóc muốn trôi cả sơn môn lão trương hắn đúng là mệt tâm đáng sợ thật mấy tên này đúng là giỏi khóc thật hãy nhìn thấy nước mắt của họ thì ta không biết nên làm thế nào lâm phàm cậu đang còn ở đâu lão trương nước mắt cũng trực chờ rơi xuống mấy tên đệ tử trường thanh tông thấp giọng nói với nhau từ khi sư phụ bế quan đột phá ra ngoài đã trở nên nói chuyện dễ nghe hơn quan trọng là chỉ cần bọn họ vừa khóc thì sư phụ đều sẽ đồng ý làm theo hơn nữa còn thích bánh mà bọn họ làm mang tới ăn rất là nhiệt tình bọn hắn thật sự thích tính cách của sư phụ bây giờ a à? hi hi hôm nay đến đây lại hết rồi à mọi người yêu mến thì ủn mông giúp mình một lượt thích bình luận chia sẻ và đăng ký để video có thêm tương tác nhé